Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngày hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tai nạn giao thông trong tháng 1 vừa qua giảm sâu cả 3 tiêu chí. Đóng đèo Grand lên Đà Lạt để cải tạo nâng cấp mở rộng. Ô tô mất lái lao vào nhà dân ven đường ở Điện Biên. Câu chuyện cuộc sống, đừng nhầm lẫn giữa tự trọng và tự ái. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2. Hoa mai anh đào nở rộ ở Măng Đen. Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm đầu năm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tháng 1 vừa qua, mặc dù hoạt động vận tải sôi động, song tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn được đảm bảo, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tai nạn giao thông trong tháng 1 năm 2023. Theo đó, toàn quốc xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, làm 508 người tử vong và 505 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 172 vụ, giảm 62 người chết và giảm 84 người bị thương. Trong tháng 1 vừa qua, trên đường bộ xảy ra 790 vụ tai nạn giao thông, làm 505 người tử vong, 504 người bị thương. Đường sắt xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong, 1 người bị thương. Riêng trên đường thủy thì không xảy ra tai nạn. Cũng trên lĩnh vực giao thông, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết đường sắt sẽ tiếp tục kéo dài lịch chạy tàu sau Tết, một số mác tàu thống nhất tăng cường. Theo đó sẽ tiếp tục chạy tàu TN3 và SE9 do nhu cầu hành khách từ các ga khu vực miền Trung vào các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vẫn còn cao. Với các đoàn tàu tăng cường được tổ chức chạy thêm sau Tết, giá vé trở lại tương đương thời điểm bình thường, tức giảm đến 20% so với giá vé tàu Tết, tùy theo mác tàu và chặng. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết là bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 tới sẽ đóng đèo Grand để triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đèo này. Trong thời gian đóng đèo Grand thì các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam sẽ vào thành phố Đà Lạt qua đèo Mimosa. Đèo Grand là tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông đông nhất trong các tuyến đường đèo dẫn lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, tuyến đường đèo này thường bị ùn tắc khi xảy ra sự cố hoặc vào các dịp lễ Tết, thời gian cao điểm của mùa du lịch. Do đó, để đảm bảo giao thông vào thành phố Đà Lạt được thuận lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định nâng cấp mở rộng đèo Grand. Dự án có mức đầu tư khoảng 552 tỷ đồng, sẽ hoàn thành nâng cấp mở rộng trong vòng 1 năm. Để thực hiện dự án, tỉnh Lâm Đồng quyết định đóng đèo Grand từ ngày 6 tháng 2 và sẽ chính thức khởi công dự án nâng cấp vào ngày 10 tháng 2. Khi đóng đèo Grand, các phương tiện ra vào Đà Lạt từ phía Nam sẽ được hướng dẫn đi theo đường đèo Mimosa và đường nối từ cao tốc Liên Khương Grand vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Về tai nạn giao thông, chương trình ghi nhận tại Bình Phước, tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường tỉnh 741, đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Chiếc xe ô tô bán tải chuyển hướng qua đường, tông vào cụ ông dắt xe đạp khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe ô tô bán tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 741 hướng từ huyện Đồng Phú đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến ấp chợ xã Tân Tiến, chiếc xe này chuyển hướng sang đường đã tông vào ông Phạm Hữu Dụ, 83 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, đang dắt xe đạp qua đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe đạp bị rút dưới gầm xe bán tải, nạn nhân tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên đường khi đến khúc cua thì bị mất lái, lao vào nhà dân. Sự cố xảy ra trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Theo hình ảnh camera của người dân ghi lại, xe ô tô 7 chỗ di chuyển theo hướng Hà Nội, Điện Biên, đến khu vực bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, thì mất lái và lao vào nhóm người đang sưởi ấm trước nhà, hất một người phụ nữ văng ra xa. Ông Lò Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Lao thông tin, có hai người bị thương sau vụ việc trên. Ghi nhận bước đầu, tài xế xe ô tô ngụ huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đang trên đường chở khách đến thành phố Điện Biên Phủ. Khi đến khúc cua thuộc khu vực bản Hồng Sọt thì mất lái, sau đó tông đổ sập hàng rào sắt và lao vào nhà dân.
Còn trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì một xe đầu kéo đã xảy ra va quẹt với khung treo biển báo hiệu trên đường. Dù việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, các xe di chuyển chậm kéo dài. Theo ghi nhận là khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay, xe đầu kéo do tài xế CV ngụ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên điều khiển kéo theo rơ móc chở dừa và chuối lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng từ dòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào đường cao tốc. Khi đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, do hàng hóa chất quá cao nên đã xảy ra va quẹt với khung treo biển báo hiệu phía trên. Hàng trăm trái dừa và nhiều thùng chuối trên xe rơi xuống đường gây ùn tắc giao thông. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Tại Hà Nội, một đám cháy đã bùng phát bên trong một bãi đổ xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Rất may lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đã khống chế kịp thời, ngăn cháy lan. Thông tin ban đầu, khói lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm một số hàng hóa trên chiếc xe tải cùng 3 chiếc xe máy tại điểm đổ xe nằm trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm. Phát hiện đám cháy, các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đang chốt trực gần đó, nhanh chóng hỗ trợ người dân khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các xe ô tô gần đó. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì tự trọng và tự ái luôn biểu hiện ở những khía cạnh khác nhau và từ đó sự đánh giá, nhìn nhận cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai trạng thái cảm xúc này. Vậy thì tự ái và tự trọng khác nhau như thế nào? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cuộc sống sau đây. Chị NBA, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cầm trên tay tấm bằng đại học đi xin việc và mong ứng tuyển vào vị trí cao. Thế nhưng, không như mong muốn, chị chỉ xin được trúng tuyển vào vị trí nhân viên. Điều này khiến chị khá hụt hẫng. Đó, mình không biết tại sao lại như vậy. Mình không biết có nhầm lẫn hay không. Mình đã bỏ rất nhiều công sức ra để trau dồi bản thân và tốt nghiệp đại học. Thế nhưng lại nhận kết quả không như mong muốn làm mình rất buồn và hụt hẫng. Nhiều bạn trẻ mang sẵn sự tự ái trong mình khi nghĩ rằng tốt nghiệp đại học ra trường là phải được làm ở vị trí này, mức lương nọ. Nhưng lại không biết rằng thực tế, ngoài tấm bằng đại học, nhiều người cần phải trang bị thêm nhiều kỹ năng và chứng chỉ khác cho bản thân. Điều kiện đủ nữa là người đó phải có kinh nghiệm trong công việc. Trong công việc, người tự ái cao được xem là người muốn thổi phồng tầm quan trọng của chính mình. Họ luôn tin rằng bản thân có sức ảnh hưởng vượt trội, ít quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người xung quanh. Khi bị người khác chê bai hoặc đưa ra các ý kiến không giống với của mình, người tự ái thường trở nên khó chịu. Họ luôn cần sự đề cao của người khác, dễ trở nên bảo thủ, luôn cho mình là đúng. Trong đời sống hôn nhân, sự kết hợp giữa hai con người khác nhau từ trình độ, kinh tế, lối sống. Chính những khác biệt đó mà nảy sinh những mâu thuẫn. Nếu không biết kiềm chế sự tự ái, thì cuộc sống hôn nhân đó dễ đổ vỡ. Hậu quả của tự ái trong công việc hay tình yêu đều rất khó lường nếu như chúng ta không tìm được phương pháp khắc phục. Nếu như cái người mà họ có cái lòng tự trọng thì họ sẽ có được cái tính tốt cũng như là họ có những cái biểu hiện rất là tốt và được cái sự quý mến của những người khác. Nhưng ngược lại, nếu như một người có tính tự ái thì bản thân người đó thấy không ổn, người đó lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, gay gắt với những người khác và cảm giác giống như cả thế giới này quay lại ghét bỏ cái người đó vậy đó. Trong công việc, họ khi mà bị giao những cái công việc mà họ cảm thấy rằng nó không xứng đáng với tôi, ví dụ như những bạn mà ra trường, sinh viên mới ra trường cầm những cái tấm bằng đại học và bạn cho rằng là bạn rất tài giỏi nên khi bạn mới vào xin việc bạn phải được cất nhắc lên những cái vị trí rất cao. Nếu như mà giao cho bạn những cái công việc thấp thì bạn sẽ tự ái và cho rằng là tôi bị coi thường. Trong các mối quan hệ gia đình, anh em, bạn bè thì khi mà tự ái thì sẽ cho rằng là anh coi thường tôi. Cái sự khác biệt rất lớn giữa tự trọng và tự ái đó chính là cái sự định vị bản thân mình trong cái công việc, trong mối quan hệ và cả trong những cái cuộc sống của họ luôn. Khác với tự ái, tự trọng là người luôn biết coi trọng bản thân mình, biết đánh giá đúng sai để tiếp thu, nhận xét, góp ý tích cực từ mọi người
và đánh giá những ý kiến, không tự đánh giá quá cao bản thân mình, luôn được mọi người yêu quý. Do đó, tự trọng là một phẩm chất cao đẹp luôn cần có ở mỗi người trong công việc hay trong đời sống xã hội. Với mình, khi đi làm, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người với tính cách khác nhau. Mình nghĩ người có tính tự trọng sẽ quyết ở nhiều phương diện cuộc sống, cũng như trong việc làm. Mình luôn xây dựng cho mình tính tự trọng, mình không để cao bản thân. Thay vào đó, mình nên hoàn thiện công việc tốt của mình, để từ đó mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá năng lực của mình. Nói về xây dựng lòng tự trọng và tránh tự ái, thì cái này mình phải nói đầu tiên là trong giáo dục. Trong giáo dục con cái, cha mẹ cần giáo dục cho con những cái giá trị, những cái giá trị nhân bản của một con người. Tức là chúng ta sinh ra, chúng ta có những cái giá trị nào. Cái giá trị đó nó sẽ cho mọi người biết, cho chính chúng ta biết chúng ta là ai. Và trong nhà trường cũng vậy, cần phải giáo dục cho đứa trẻ để đứa trẻ hiểu rằng là bản thân của chúng ta là những con người và được may mắn sinh ra. Chúng ta là những cá nhân và những cá nhân đó chúng ta có giá trị riêng của chúng ta. Chúng ta đáng được bản thân chúng ta tôn trọng, chúng ta tự hào về bản thân chúng ta và chúng ta tôn trọng những người xung quanh cũng như đóng góp cho xã hội. Và cũng như là tránh những cái yếu tố, những cái xu hướng mang tính chất là cá nhân hóa đó. Tức là có một cái sự phóng đại về bản thân mình. Do đó nếu như chúng ta giáo dục lòng nhân ái cho mỗi cá nhân và chính bản thân chúng ta biết quan tâm đến người khác hơn, học phát triển bản thân chúng ta, phát triển tư duy, thì tự nhiên chúng ta sẽ tránh đi được cái kiểu tư duy lệch lạc, coi trọng bản thân chúng ta và chúng ta sẽ có cái nhìn khái quát hơn trong cuộc sống. Tự trọng hay tự ái rất dễ bị nhầm lẫn nếu chúng ta không đủ nhận thức để phân biệt hai tính cách này. Để xây dựng lòng tự trọng, mỗi người nên chín chắn hơn trong suy nghĩ, tránh bi quan và làm những điều tích cực để có thêm niềm tin trong công việc cũng như cuộc sống. Ngoài ra, đặt mục tiêu cũng là cách để xây dựng lòng tự trọng của bản thân. Hãy đặt ra mục tiêu kế hoạch và thực hiện đúng với kỳ vọng mình đặt ra. Bên cạnh đó, để cần so sánh bản thân vì so sánh chỉ làm chúng ta thiếu tự tin. Thay vào đó, nên biết giúp đỡ người khác, tiếp thu ý kiến của người khác một cách tích cực và tập trung vào làm tốt công việc của bản thân. Từ đó, nuôi dưỡng lòng tự trọng, loại bỏ tính tự ái trong mỗi người. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2. Hoa mai anh đào nở rộ ở Măng Đen. Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm đầu năm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Về công tác phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh được phép nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Giải thích về kiến nghị này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi nuôi cấy virus SARS-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có một phòng an toàn sinh học cấp 3 đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế để nuôi cấy vi trùng lao đa kháng virus cúm. Các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn tiếp tục theo dõi để báo cáo và có giải pháp ứng phó nếu như xuất hiện biến thể mới, sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ vaccine, thuốc và các phương tiện khi số ca mắc tăng. Cùng với đó tiếp tục củng cố y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị. Sau Tết Nguyên Đán thì Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh mới ở tất cả các ngành các cấp. Đặc biệt là thành phố cũng tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, các nhà ga, cửa khẩu, sân bay. Đồng thời cũng tiếp tục kêu gọi người dân tiêm chủng các mũi vaccine tăng cường để phòng ngừa COVID-19. Theo ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đội ngũ theo dõi, giám sát tại các ga đi ga đến cả trong nước và quốc tế. Các biện pháp an ninh an toàn phòng dịch được duy trì cùng với hệ thống kiểm soát theo dõi tình hình sức khỏe của hành khách. Trong khi đó, tại cộng đồng, ngay từ trong Tết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cao khả năng phòng dịch cho người dân bằng cách vận động họ đến các điểm tiêm ngừa xuyên Tết. Đồng thời sau Tết, các cơ sở y tế tại cộng đồng cũng tăng cường lực lượng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như các loại bệnh mới trong cộng đồng, từ đó có biện pháp phát hiện và chăm sóc sức khỏe người dân. Cái việc vừa dự phòng và cái việc khám chữa bệnh thì nó được phối hợp với nhau, nó chặt chẽ hơn. Mỗi ngày thì HCC họ sẽ gửi những cái danh sách ca bệnh truyền nhiễm về, thì bên cái khoa kiểm soát bệnh tật sẽ nắm bắt những cái ca đó và
gửi về cho phường, phường họ sẽ xác minh những ca bệnh đó. Và nếu có vấn đề gì thì có thể là mình sẽ liên hệ với bên có điều trị để mà mình điều trị cho người ta kịp thời. Ngoài mạng lưới kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng thì bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện cuối cùng tiếp nhận và xử lý các ca bệnh mới phát hiện cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh các bệnh mới và dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm các lễ hội đang diễn ra khắp nơi, lượng người đi lại giao lưu rất lớn. Để chúng ta đáp ứng hết tất cả những tình huống có thể xảy ra. Thế thì ở đây chúng ta đã có cái đáp ứng đầy đủ từ vấn đề bệnh truyền nhiễm cho đến bệnh không truyền nhiễm, chúng ta đều sẵn sàng để đáp ứng đối phó. Có thể nói, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở tất cả các cấp các ngành, từ gia đình đến cộng đồng, nhất là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đây cũng là tiền đề giúp thành phố phục hồi phát triển kinh tế toàn diện và bền vững. Bên cạnh khách quốc tế, thị trường du lịch nội địa năm 2023 cũng có những tín hiệu tích cực. Với hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán liên tiếp, thì lượng khách du lịch nội địa trong tháng 1 đạt mức cao, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch nội địa tháng 1 vừa qua ước đạt 13 triệu lượt, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch trong nước tháng 1 ước đạt 46.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì cả nước phục vụ khoảng 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với dịp Tết năm 2022. Ở trong đó, số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình đạt từ 40 đến 45% và đây là lượng khách nội địa cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Thưa quý vị và các bạn, một chuyến du lịch để ngắm mai anh đào nở rộ là ý tưởng khá hấp dẫn vào lúc này. Và một trong những điểm đến đang được quan tâm là Măng Đen. Dân thì không biết là mùa qua mai anh đào ở Măng Đen có gì thú vị. Ngay bây giờ, xin mời Thế Anh cũng như là quý khán giả hãy cùng ghé thăm thị trấn vùng cao này trong chuyến du lịch Kon Tum để có thể tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng mà mùa qua này mang lại nhé. Từ trước Tết Nguyên đán, mai anh đào ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã bắt đầu nở rộ. Thời tiết thuận lợi, qua nở đúng vào dịp Tết. Khắp đường quốc lộ khu trung tâm quảng trường khu du lịch Hồ Đắc Ke, trước ngõ, bên hiên nhà và nhiều nơi khác, mai anh đào đồng loạt bung sắc thắm, níu chân nhiều du khách khi đến với Măng Đen. Tại khu trung tâm quảng trường Măng Đen, nơi có hàng trăm cây qua mai anh đào nở rộ, thu hút du khách đến tham quan mỗi ngày. Chỉ tính riêng thị trấn Măng Đen đã có trên 10.000 cây qua mai anh đào và trở thành loại qua biểu tượng của nơi này. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân Quảng Ngãi bắt đầu vươn khơi khai thác hải sản. Và ngay trong phiên biển đầu tiên, nhiều tàu đã trúng đậm hàng tấn cá cơm. Sau một đêm vươn khơi đánh bắt, anh Võ Thanh Thái đưa tàu về cập cảng Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mang theo 7 tấn cá cơm. Đầu năm, giá hải sản vẫn ở mức cao, nên trừ hết chi phí, anh thu được khoảng 80 triệu đồng. Biển đầu tiên thì nằm khoảng cả 6 đến 7 tấn. Đoàn là chiếc cũng 5-7 tấn, rồi vài 3 tấn, 4 tấn, nói chung là đủ vợ, đông. Nhưng mà đầu năm nay thì so với mọi năm thì quá là đọt. Sau thời gian biển động, cá cơm kéo về vùng biển Quảng Ngãi chỉ cách bờ chừng 5 đến 6 hải lý. Nhiều tàu đánh bắt ở khu vực đảo Lý Sơn qua một đêm dây lưới đã kéo được 7 đến 8 tấn cá cơm tươi. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi bạn thuyền cũng thu được 4 đến 5 triệu đồng. Thì một vớt là được 4 tấn, một vớt được 3 tấn. Kia nọ bón chi phí rồi còn được 60-70. Đi được phong mừng như phấn khởi chứ. Kiếm mình 1 triệu rồi, đầu triệu anh em tới từ trên tổng anh em kiếm 10 triệu, 50 triệu, có chiếc là 70 triệu. Lần vỏ thì 15 triệu, 70 triệu. Chuyến biển đầu năm mang lại thu nhập khá, khiến ai nấy đều phấn khởi. Bà con ngư dân hối hả đưa sản phẩm khai thác lên bờ bán cho thương lái và nạp thêm nhiên liệu để tiếp tục ra biển đánh bắt trong những ngày đầu xuân mới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.